Chào các bạn, hôm qua thì mình có livestream N3 rồi đúng không? Thì mình biết là trong giai đoạn này các bạn đang rất là gấp rút để chúng ta có thể vận dụng ôn lại những cái kiến thức mà các bạn đã được học đúng không? Và chúng ta sẽ trang bị thêm một số kỹ năng mà các senpai, các sensei chia sẻ chẳng hạn để có thể biến những cái kiến thức nền đó đúng không? Vận dụng được hết tất cả để có thể đi thi, nhìn thấy là có thể khoanh được rồi. Đúng không? Đó, chứ bây giờ thì thời điểm này chắc là không học là hết eco em, hết sách Mimi cả là rồi, phải học sách nào nữa chẳng hạn đúng không? Có rất nhiều sách để học nhưng quan trọng nhất song song nó phải là luyện đề đúng không ạ? Đấy thì các bạn chắc chắn là đã học qua rất nhiều sách rồi đúng không? Thì thiếu phần cái kỹ năng nữa thì hy vọng là trong quá trình cái livestream này thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn những cái kỹ năng mà mình biết được đúng không? Những kỹ năng mình nghĩ là nó khá là hữu ích cho các bạn để các bạn có thể ví dụ nhìn cái là có thể ra được ngay đúng không ạ? Những cái đáp án mà phải dịch câu nữa nhá. Đấy, và ngoài ra ngoài những cái phần livestream như thế này để có thể chia sẻ và đồng hành của bạn trong cái kỳ thi GLBT tháng 7 tới thì sắp tới cô sẽ có triển khai những cái lớp về GLBT đó là thực chiến. Tức là gì ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ đúng không? Từng những cái môn này một, cái này môn này này cần làm như nào? Chứ về cơ bản bây giờ các bạn nhìn câu ở câu nào biết thì chọn, câu nào không biết thì dựa vào may mắn và số phận đúng không ạ? Thế nhưng mỗi môn này nó đều có những cái bí kíp, những cái cách để chúng ta làm. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn luôn là các bạn bí kíp thì bí kíp, mẹo gì đấy thì mẹo, nhưng vẫn phải xuất phát từ cái nền tảng cơ bản nhá. Chứ chỉ một vài cái mẹo mà đi thi, còn những đứa mà nó bảo là ôi em chả học gì N3, vài cái mẹo em thi được, mấy đứa bạn ấy may mắn, mà may mắn thì ít lắm nhá. Nói chung vẫn phải bằng thực lực, vẫn phải bằng những kiến thức cơ bản. Sách này là sách năng cả đồ đi được and đồ đi được của cái bộ có cả Mojigoi, phần Pungpo, phần Chokai Dokai đi với nhau ấy. Mình thấy phần này khá là hay, thế nên mình sẽ đồng hành với bạn trong cái này nhá. Hay nào, 1 番皆さん見てください。お願いします。このもうな、遠慮しないで、どうぞ好きな何々食べてください。Thường thường như sách N2 các bạn học sinh tăng dên có tận 26 bài ngữ pháp đúng không? Mỗi bài tầm 6-7 ngữ pháp luôn, rất là nhiều đúng không ạ? Thì cảm thấy khá là hoang mang. Nhưng yên tâm đi, các bạn cứ học qua một lượt rồi sau đó quay trở về làm đề như thế này, chắc chắn là các bạn sẽ hình dung hóa ra là như thế. Naruhodo, đúng không? Sẽ có những câu như thế chẳng hạn. Rất nhiều bạn chọn là hô độ nhỉ? Chúng ta xem nhá. Endio shinai de, các bạn dịch đúng câu đúng không? Rất nhiều bạn đang sợ sai, thế nên mình yêu cầu các bạn hãy dịch câu cho mình đúng không ạ? Đấy, rất nhiều bạn đã chọn hô độ đúng không? Đây, phải dịch câu mình nào đúng không? Đừng ngại ngần đúng không? Cứ ăn bao nhiêu tùy thích đúng không ạ? Đấy, cứ ăn bao nhiêu tùy thích đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là cái nào? Đấy, vậy chỗ này các bạn ăn bao nhiêu tùy thích hết mức có thể. Chúng ta nhớ cái từ đề kỳ độ đa kê không ạ? Đó, đúng không? Cố gắng hết sức trong phạm vi mình có đề kỳ độ là phạm vi mình có thể, đúng không ạ? Đấy, thế nên nó phải là năng cá sukina dake, đúng không? Đấy, đi một vài từ chẳng hạn, ví dụ thường thường phía trước đi khả năng các bạn nhá, mà các bạn nhớ rõ nhất cho mình đề kỳ độ dake. Mang được bao nhiêu thì mang, đúng không? Đấy sẽ là một thế độ dake, một te kurasai. Đúng không? Lấy được bao nhiêu thì lấy, tore độ dake, đúng không? Thì là động từ. Còn ngoài ra đây tính từ nó như là sukina dake, đúng không? Hichiyo na dake, cần bao nhiêu thì cứ lấy, đúng không? Để hết mức có thể trong cái phạm vi đó thì nó sẽ đi với đa kê các bạn nhá, đúng không ạ? Rồi hô độ là gì? Hô độ đến mức, rất nhiều bạn dịch câu này là hô độ được nhỏ, mình không hiểu luôn đúng không? Cái gì đây? Hãy ăn đến mức thích à? À, mình hiểu ý các bạn đang là so sánh à, không phải nhá. Gầy đến mức báo động hay là kiểu như là rung lắc kiểu như sắp rơi, cảm tưởng như thế thì nó mới hô độ để so sánh. Nhớ cái hô độ đấy không? Hô độ bản chất là kiểu như là so sánh đến mức độ đấy, thế nhưng mà đây là nói trong phạm vi có thể. Nếu hô độ được thì gư đại sẽ được, đúng không? Thế nên loại cả hai đi, đúng không? Đấy là một cách khi các bạn làm phần ngữ pháp nhá. Bakari thì không có nghĩa là bakari này cả. Nhờ bakari có rất nhiều nghĩa, đúng không? Veta bakari, vete bakari iru, đúng không? Rồi thì ve được bakari nhiều lắm, đúng không? Tí nữa đến mình sẽ gọi sau nhá. Dạ, chứ nghĩ đi bằng đến câu số 2 nào. Câu số 2 bắt đầu có nhiều bạn đúng hơn, đúng không? Ok, chúng ta dịch nhá. Em nhỏ, đây tách câu này ra một chút nào, đúng không? Hãy gomi shori jo no shis nanka kensetsu ni nani nani jumi ne no de setchimei kai ga okunawareta. Sẽ tổ chức những cái buổi người ta gọi là gì? Giới thiệu thuyết minh à? Đúng rồi. Ok, that's next, những cái buổi giải thích đúng không? Ok, đến dân chúng này chẳng hạn đúng không? Đấy, khi mà làm gì đây? Chúng ta sẽ xây dựng, đúng không? Đấy, tiến hành xây dựng cái khu xử lý rác, đúng không ạ? Vậy đáp án sẽ là gì đây? Ngữ pháp N2 các bạn nhé. Chúng ta đang học ngữ pháp N2 nhưng N3 cứ bơi vào đây xem nào. Đúng không? Vì đấy những cái từ đa kê, đề kê đa kê quá quen rồi này, đúng không ạ? Câu số 2, đáp án số 4 chính xác. Sakidate làm trước cái gì đâu, nó bằng với cả mai ní các bạn nhé. Đây, cái này bằng với cả mai ní thì chính xác hơn này nhá. Mai ní là trước khi, đúng không? Nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì mình hay dùng mai ní cho đơn giản, đúng không? Đấy, làm cái gì đấy trước, đúng không? Trong đó nếu mà ngữ cảnh trang trọng hơn mình dùng sake, sakidate. Shitagate các bạn nhớ, đấy nhớ một loạt các mẫu câu shitagate này, ni tsurete này, đúng không ạ? Ni tsurete, tsurete.
rồi thì tô 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 mô ni đúng không, tô tô mô ni là có đặt ra tô mô nate đúng không, thì tất cả những câu này phía trước của nó phải là những cái danh từ hoặc động từ diễn tả sự hên cả, sự biến đổi các bạn nhá. Đó là một trong những dấu hiệu để chúng ta chọn những cái câu này. Thì đây chẳng có biến cái dấu hiệu là biến đổi nào cả nên chúng ta sẽ bỏ đi, nhớ nhá. Hên cả ví dụ như phuê độ này đúng không, rồi thì ya độ các thứ chẳng hạn này đúng không ạ. Hê độ tôi cả giải sẽ phuê độ không biết là sai đó. Kake đúng đúng rồi đúng không, ok. Niyote là ở đâu đấy nhá, ở địa điểm nào đó đúng không ạ. Đấy dame desu yo. Rồi chúng ta sang với câu số 3 nào. Ai sam bang desu ne. Vậy ơi saki datte bằng mày lý cho dễ đi. Đấy mình sẽ so sánh mỗi câu với saki lần trước này đúng không, dựng lên trước đi đúng không. Vậy trước cái việc này, trước đây khi mà xây dựng cái khu mà xử lý rác thì chúng ta phải có một cái buổi mà kiểu như trao đổi hội đàm với cả quần chúng nhân dân ở đấy đúng không. Đấy là chúng tôi chuẩn bị xây dựng nhá đúng không ạ. Chiki san bang kosho ni nani nani tada naka ima elevator no shi yo naka chushi shite orimasu. Ok, là hỏng hóc này, phía đằng sau là gì chúng ta phải biết nghĩa của nó đã đúng không. Đấy, xin tạm dừng là chúng ta sẽ không sử dụng cái gì nhỏ, cái trong một chốc lát nó không sử dụng cái elevator, cái thang máy này. Chiki suki tsuite totte. Nào câu số 3 các bạn chọn gì đây. Đúng rồi, ni totte thì phải nhớ nhá đúng không, còn ni totte từng là quan điểm của mình ấy, của bản thân đúng không ạ. Watashi ni totte đằng sau nó đều ra quan điểm, cái phát biểu cảm nghĩ. Ni tsuite đúng không, đằng sau nó sẽ phải những cái từ như là gì, nghiên cứu về, kênh cứu sư lữ, shirabe lữ, shite lữ đúng không, biết về đúng không, đó tìm hiểu về, nghiên cứu về đó. Ni tsuke có mẫu câu là gì nhỉ, ni tsukete nhớ không ạ. Đó thì có lời là gì nhỉ, cứ nhắc đến là chúng ta lại kiểu như là gì nhỉ, bật khóc này đúng không. Đấy, cứ nhắc đến cái gì đó như kiểu là ta biết, nhưng ta biết là kiểu cứ hễ làm việc này là việc khác lại xảy ra, thì cái này là gì, nhớ về đằng sau nó là kimochi đúng không, những cái cảm xúc của mình đó. Ồ cứ hễ xem bức ảnh này đúng không, kono sachi no miru naka ni tsukete đang có omoidasu, là mình lại nhớ về những kỷ niệm gì đấy chẳng hạn nhá. Thì đây có mẫu câu là nitsuki, nói về nguyên nhân kết quả các bạn nhá. Và thường các bạn sẽ nhìn thấy trong mấy biển báo công cộng ấy đúng không, đấy đang hỏng đấy nhá, đừng có dùng, chúng tôi đang dọn dẹp với nhá nên là tạm thời đừng sử dụng đúng không, thì nó sẽ có mẫu câu nitsuki đúng không ạ. Đúng rồi, chính xác, cảm ơn các bạn, sẽ cố gắng để nhớ nhá. Nitsuki hay dùng trong thông báo vì lý do này đúng không, thế nên là xin hãy đúng không, rất nhiều mẫu câu lý do. Thì cái này lý do là mấy cái biển báo ấy đúng không, công cộng của mấy cái nhà vệ sinh này, mấy cái trước cửa thang máy này đúng không. Chính vì yong bang desu ne, pianisto ni naritai nara nai naka ichiryu no enshou ka nani nani shiro o ukeru no ga ii. Hay pianisto ですね. Đấy, nếu mà muốn trở thành một nghệ sĩ piano đúng không? Đấy thì tốt hơn hết là nên nhận sự chỉ đạo đúng không? Sự chỉ đạo các bạn nhá. Từ một cái anh Enzo cả ですね đúng không? Một cái người biểu diễn hàng đầu luôn ấy, đúng không? Đấy. Vậy totomoni thì như mình vừa nói nó phải sự biến chuyển cơ, đúng không? À nhưng ngoài ra totomoni cũng có một nghĩa, nó là cùng ai đó, đúng không? Như là cùng ai đó làm cái gì chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy thì bằng với tố cho dễ đi, đúng không ạ? Đấy, nhưng đây nó sẽ không có nghĩa đấy. Omotoni lấy cái này làm nguyên liệu đặt ra đúng không, làm cái ban đầu, ví dụ như là gì nhỉ, jisai no jiken o moto ni naka eiga o tsukurimashita đúng không, làm cái bộ phim từ trên một cái câu chuyện có thực trong lịch sử chẳng hạn nhá, thì nó sẽ là omoto ni, nó khá là dễ nhớ đấy, mẫu của này đúng không ạ. Còn toste với tư cách là thì anh này làm cái gì đấy chẳng hạn đúng không. Như đây chúng ta, nếu bạn muốn trở thành một nghệ sĩ piano thì bạn nên tiếp nhận đúng không sự dạy dỗ chỉ bảo đúng không, dưới sự chỉ bảo của ai đó, no moto de đúng không ạ. Đấy các bạn nhớ no moto de tôi cả no moto ní đấy các bạn nhé, nhớ không ạ. Đó, ní thì là như kiểu là mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật chẳng hạn đúng không. Đấy, dưới chung một cái điều kiện đó thì người ta sẽ dùng moto ní, rất nhiều cái moto đấy, để các bạn cần phải lưu ý nhá. Ya chingi go ban onegashimasu. Đấy, nhầm 2, 3 đúng không, thì mình đã bảo rồi mà đúng không. 2 thì nhớ phải lấy cái gì làm cái gì, chúng ta có một loạt các mẫu câu trong lúc bạn làm câu 5, xin lỗi mình giải thích một chút nhá đúng không ạ. Đó, ố này cứ lấy cái gì làm cái gì đấy, chẳng ố thêm ạ, ní như dễ này đúng không. Đấy, lấy cái gì làm chủ đề này, lấy cái gì là kikake, nhớ mấy mẫu câu đấy không ạ, kikake ní, lấy cái gì làm cái nguyên cớ ban đầu này đúng không, rồi ố chiu xin ní một loạt luôn đúng không. Đó, lấy cái gì làm trung tâm này đúng không, ố gì ta, hashime ní, nó lấy cái gì làm đầu tiên này đúng không. Đấy, một loạt các mẫu câu mà nani nani o nani nani ni đúng không ạ. Đó, Minasan yoku memasu ka, mọi người có nhìn đoạn này không. Chính xác, dưới sự chỉ đạo của ai đó hoặc là lớn lên dưới tình yêu thương của cha mẹ nhá, của ông bà đó chẳng hạn, sẽ là no moto đấy. Thực ra chữ Hán của nó chính là chữ gì nhỉ, chữ hạ đó, moto nhờ chữ hạ các bạn ạ, đúng không. Nào câu số 5 nào. Chiai no nanka senhan wa zero ten ni osae rarete ita ichimu wa nanka kohan mikata no koru wo nani nani ikkyoi ga tsuita. Tạm thời mình chưa thấy có đáp án đúng, thế nên mình mong muốn các bạn dịch câu ra để mình biết là tại sao các bạn lại chọn sai.
Đúng không? Không chỉ đơn giản là mình livestream các bạn là mình đưa cho bạn đáp án, đúng không? Đưa sách được đáp án là xong, đúng không? Nhưng mình muốn các bạn là ở tại sao các bạn chỗ đấy các bạn lại dịch dịch sai nên các bạn mới chọn dài, hay là như thế nào bạn nhầm với cái gì, đúng không? Chứ nếu khi bạn đã chọn mình bạn đã dịch câu đúng thì thường thường rất là khó để có thể chọn được đáp án sai. Tất nhiên với điều kiện những cái ngữ pháp đấy đã biết nhá, đúng không? Ok, cứ nhớ đấy, ố chữ gì tê thì bằng ố tô tê thì là gì? Thông qua cái gì đó, mình cứ học theo chữ Hán ấy, đúng không? Ví dụ như chữ là chữ thông ấy chứ, đúng không? Thông qua là một cái đối tượng trung gian đó, hoặc thông suốt, suốt qua một năm, đúng không? Suốt bốn mùa là một tình trạng đó lúc nào cũng diễn ra, nhớ không ạ? Ố hà chi mê thì như mình vừa nói các bạn ấy, ở phía trên này, đúng không? Đấy, lấy cái gì làm đầu tiên? Đấy, cho cháu hỏi thăm sức khỏe đến đại gia đình nhà mình, và trong đó trước hết là hai cụ thân sinh nhà mình à, đúng không? Goriashino hajime ni, đúng không? Nó đang có minna no kajoku ni yoroshiku chitaite kudasai, đúng không? Đấy thì nói ố hajime. Anh có ố motte desne, có nghĩa là không? Cầm theo, mang theo cái gì đó, đúng không? Và kikake desne, lấy cái này làm cái gì nhỉ? Cái đích, cái nhắm tới chẳng hạn, đúng không ạ? Ô, nhiều bạn thế nhỉ, đúng không? Vậy ta dịch câu này như nào? Đội A là đội nào, đúng không? Đấy, lên cho đến nửa đầu hiệp 1 nhá, đúng không? Là đang bị áp sát, đúng không? Được không điểm. Thế nhưng nửa sau, đúng không? Đấy, nửa sau thì làm sao? Đã rất là mạnh mẽ này, ikio chữ thế các bạn nhá. Rất mạnh mẽ làm sao nhỉ? Đây có phải là nhắm làm gì có cái nào đây, nếu bạn gì là nhắm đối đích thì ok thì còn được. Thế nhưng đây chữ chi tê để snap, chữ tê đây mang nghĩa gì, nhớ của nó là gì? Thông qua trung gian, không đâu bạn, để snap đó phải lấy gì đấy, cái mikata no go được để snap, đúng không? Mikata là gì nhở, với cái đích này hay cái goal này, đúng không, của cái đội mình, nhớ chưa? Để snap đó thì làm sao, đúng không? Nó phải đi với kịch kake để chiếu, đúng không? Để làm cái cớ, đúng không? Đấy, đúng không? Nhìn thấy cái mục đích của cái đội mình chẳng hạn, đúng không? Của Mikata, của những đồng đội của mình, đúng không? Đấy, cái đích đấy, lấy cái đấy làm cái cớ thì là bắt đầu mới dâng trào lên, đúng không? Đấy, ikioi ga tsuita, đúng không? Nhiệt huyết đấy để tiến lên chẳng hạn. Đấy, đáp án chính xác đây phải đáp án số 4 các bạn nhá. Idesco, đó các bạn lưu ý nhé, chữ T trong đây rõ ràng nghĩa của nó phải thông, như thông gì? Thông qua, như thông qua đối tượng trung gian nào đó, nhớ chưa? Đấy, như kiểu là nhớ thông qua internet mình nắm được những các thông tin, đúng không? Thông qua các buổi live stream của sensei mà các bạn biết được cái gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ là suji te toka toshi te, nhớ chưa? Ok, vậy đáp án đây phải kikake, lấy cái này làm cái động lực, đúng rồi đấy, chính xác, đúng không? Đấy, động lực ban đầu với thứ chẳng hạn, đúng không? Đấy, cái điểm đích đến của cái đội mình, của các đồng đội của mình, chính xác, đúng không? Đấy thì chúng ta nhắm tới và chúng ta sẽ làm sao để ta làm okioi đó, là cái chuta, đúng không? Nào, chúng ta bỏ câu khó đấy để đến với câu khó hơn nào. Now, 彼は仕事で何度もなんか問題を起きた、起こした何々会社を辞めさせられた。Câu 6, 2. Rất nhiều bạn chọn 2, đúng không ạ? Đó, chính xác. À, ghét cự các bạn nhé, phía trước luôn luôn đi với tạ. Sau một thời gian thế nào đó thì đấy, cuối cùng như thế này đây, đúng không? Đấy, thì rất hay đi với cái gì nhỉ? 考えた à ghét cự. Nên cả mayanda akeku, mayotta akeku, sau một hồi suy nghĩ, một hồi phân vân, một hồi đắn đo và phiền não đó thì đây kết quả thế này đây, đúng không ạ? Đấy, chính xác đáp án sẽ là số 2 các bạn nhé. Ok, còn amari thì ngoài cái nghĩa của sơ cấp amari này không mấy, amari benkyoshite này chả mấy, thì còn một nghĩa nữa nó hay đi với những cái từ chỉ cảm xúc, đúng rồi, diễn tả là quá cái gì đó. Mình nhớ cái mẫu câu này này, không không bạn biết nhớ biết cách nhớ không, nhưng mình hay nhớ từ này là chữ dư ấy, nhớ từ amari không? Là chữ dư thừa ấy, đúng không? Đấy, ví dụ như là nó đang có shinbai, đang có shinbai suru là sao, hay shinbai no amari đấy, quá lo lắng, quá sốc hay quá bất ngờ đấy chẳng hạn, nên tôi đã làm cái điều gì, đúng không? Dư cái điều ra mà làm điều không cần thiết, đúng không? Tạ tôi tặng có, nhưng đằng sau sẽ phải là gì đấy, sau khi làm xong thì lập tức một cái điều đó xảy ra, igai na koto, đúng không? Những điều mà bất ngờ, những điều mà ngoài dự tính nó xảy ra thì nó sẽ là tô tặng. Ueni cũng có với tạ ueni các bạn nhá, đúng không? Ok, nhưng mà là gì nhỏ, sau khi làm cái này xong rồi cái kia, đúng không? Đấy mà là gì nhỉ? Ueni, nó tùy ngữ cảnh, đó là gì, ngoài cái này còn thêm cái kia nữa chẳng hạn thì nó sẽ là ueni, đúng không? Trong câu này nó sẽ là cái cự sau anh ấy, sau rất nhiều lần gây ra những rắc rối, đúng không? Đấy, trong công việc thì cũng anh ấy bị yame sasedareta, bị bắt nghỉ việc, nói chung anh ấy sẽ bị bắt nghỉ việc. Ok chưa? Vậy đáp án sẽ là số 2, chuẩn luôn. Rồi, câu số 7, đúng rồi, bạn học sinh đấy, đúng rồi, đằng sau là gì đấy nhở? Chào hỏi nhá, với người giáo viên đã rất là tận tình giúp đỡ anh ấy, đúng không? Đấy, mà đã về nước luôn, lại còn có shiteshimatta, về thẳng nước luôn. Koto naku, wake wa naku, bakkari de naku, ma demo naku. Câu 7 là số mấy? Ok, câu này rất nhiều bạn đã bán chính xác rồi. Koto naku, không làm cái gì đó, koto naku, không chào hỏi gì cả mà đã về thẳng nước luôn, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có mẫu câu wake wa nai, đúng không, bằng với cả ha sự wa nai các bạn nhá, thì là làm gì có chuyện đấy, đúng không? Rồi bakari naku bằng với cả bakari ka thì mang nghĩa là gì? Không chỉ mà còn,
Đúng không? Còn ma đế muốn nắc cự đẹp nát hay đam mê đẹp chiếu. Đúng không? Rồi, đáp án chính xác sẽ là số 1, đúng không ạ? Ừ. Chị chúng ta sang với câu số 2 nào, à câu số 8 nào. Những ngữ pháp khá cơ bản của N2 đúng không? Và hy vọng là các bạn đã học qua những cái ngữ pháp này rồi. Đúng rồi, đáp án câu số 7 sẽ đáp án số 1 các bạn nhá. Đúng không? Hay nó có vế đủ cô tô nắc cự đúng không? Không làm cái này mà làm cái kia. Các bạn có nhìn được không? Mình sẽ đẩy thấp xuống một chút cho mọi người dễ nhìn nhé. To quá thì lại bị mất. Câu này khó quá hay sao mà đang suy nghĩ hơi lâu rồi. Hay là máy mình có chuyển câu ta? Không hổ danh ở đồ đi đựu. Thực ra thì đúng là đồ đi đựu thì một cái quyển mình cũng thấy khá là hay đấy, mình thực sự thế đấy đúng không? Quyển N3 thì mình công nhận khó thật đúng không? Mình cũng đã từng xem qua sách N3 đấy chẳng hạn, thì mình công nhận cái quyển N3 ấy mình thấy hơi khó một chút. Thế nhưng mà quyển N2 thì mình thấy những kiến thức cũng khá là cơ bản đấy đúng không? Đấy vừa rồi có một câu nào khó đâu đúng không ạ? Ừ. Mà thử thách cái tầm này mà cứ làm cái gì thấy ô làm hết rồi đúng không? Lại chủ quan khinh địch đúng không? Rồi, câu này các bạn đang chọn 2 đúng không ạ? Ok, có bạn Thu Nguyễn chọn 3 này, chúng ta sẽ đoán là gì nhá? Đây, khi nào khi mình lên tàu điện này, khi đã này, để chúng ta tách câu giải dịch nhá, đúng không? Thì chuông điện thoại reo. You could night tổ á, nhìn thấy đấy chưa ạ? Để nói như đằng sau là gì? Đen quả ní, nó cả đen quả ní, đen tê chứ của tổ cá được. Đôi khi mình nghe điện thoại, đúng không? Biết là không tốt rồi, biết là cái mana nó hơi không ổn rồi, đúng không? Đấy, không lịch sự thế nào, nhưng mà đây, đúng không? Có đôi khi tổ chót nghe điện thoại, đúng không? Vậy cái mẫu câu nó về tuy nhưng, đúng không? Thì chúng ta có mẫu câu đó chính là nagara. Ngoài cái từ omoi nagara mo nó còn hay đi với cả tsutsu mo, nhớ không ạ? Đấy, biết là thế, thế nhưng mà vẫn nhớ chưa ạ? That's not, đó, hơi xấu một tí nhỉ? Còn viết tạo cô tô độ, that's not hay tô cô độ là gì? Sau khi làm cái gì thì nhận được kết quả ở đấy, đúng không? Hay mono nara thì rất hay đi với thể khả năng, đúng không ạ? Để ký được mono nara hãy nhắc cử hen shite kudasai, đúng không ạ? Đấy, nói chung là nếu có thể thì mong anh là hãy phản hồi sớm nhất chúng tôi nhá. Wake ni wa, đúng không? Wake đấy là gì ạ? Ví dụ như là nerang no wake ni wa, nerang ko maju desu ne, so với giá này mà dở phèo, đúng không? Dở là dở ẹt đấy mà, đúng không? Đấy, nó không tương xứng về trước về sau thì người ta rất thường dùng wa ni ni wa. Ok chưa ạ? Ừ. Chính xác, mặc dù biết là đúng không, nagara trong sơ cấp chúng ta học là vừa vừa đúng không, đấy vừa làm cái này vừa làm cái kia, nhưng lên N2 chúng ta học thêm một nghĩa nữa, nagara mo bằng với chư chư mo chư chư để sai thì có nghĩa là gì? Biết là thế rồi đúng không, mặc dù biết là thế rồi nhưng mà vẫn làm cái điều đó, vậy nó sẽ là omoi nagara mo hay ni bằng để xíu. Ok, chúng ta cứ làm dần dần nhá, đúng không? Đấy, hy vọng là trong quá trình các bạn làm, chẳng hạn thì câu nào khó các bạn hãy post lên những cái group của trung tâm cô xe chẳng hạn, chúng mình sẵn sàng giải đáp cho các bạn này, hoặc có thể chúng nhau trao đổi và sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều đấy ạ. Rồi, câu số 9 các bạn chọn số 1 đúng không? Chúng ta xem nào. Piano ga hikeru, đằng sau là shumi desu, nan ka hikuteru desu. Hỏi nói là chơi được piano thực ra là chỉ chơi ở cái mức độ như kiểu là thích thì chơi thôi, đúng không? Shumi desu. Và toite mo, đúng không? Đấy, so với cái này thực, nếu nói là cái này thì thực ra chỉ là cái này thôi, đúng không? Đấy, dù nói là chơi được nhưng mà chơi kiểu thích thôi mà chứ có phải là chuyên nghiệp gì đâu. Đúng rồi, đáp án chính xác sẽ là đáp án số 1 các bạn ạ. À. Ừ. Còn tối yu yori, tôi cứ dịch nghĩa của nó đi, yori so với đúng không? Đấy, so với nói cái này nói cái kia nó hợp lý hơn đúng không ạ? Đấy thì mới là thú yêu yêu đi. Tôi stara dùng để giả định các bạn nhé. Còn mono nara cũng để giả định, như giả định nếu mà có thể phải đi với thể khả năng các bạn nhé. Chiu te kudasai. Dạ, chứ nghe chúng ta đến với câu số 10 nào. Takarakuji ga ateru no wa muzukashi ga nani nani ataru chance wa mattaku nai. Chúng ta phải dịch đúng câu thì chúng ta chọn mới đúng được. Nào, ok, chúng ta phân tích câu ra để dịch cho nhanh này đúng không? Ok, cái việc mà trúng xổ số được ấy khó phết đấy đúng không? Việt lót các thứ trúng được khó phết chứ đùa đâu đúng không? Đấy, thế nhưng mà đây chúng ta xem này, cái cơ hội mà trúng ấy thì hoàn toàn không có, tức là gì? Mua thì mới trúng hay là không mua thì mới trúng đúng không? Thế là hoàn toàn không có cơ hội trúng nếu mà mình không mua đúng không? Mình biết thế đã. Ồ, tất cả đều là không mua mất tiêu à? Đây là câu này. Vậy bây giờ nó sẽ là nghĩa nào? Đúng không ạ? Thứ nhất, karatoite. Nếu mà nói là vì không mua ấy, nhớ karatoite mà đằng sau rất hay đi với dạng tô wakagiranai hoặc là nâng cả đề xuất gì nhỉ? Wake đấy bạn này.
Nếu mà nói là vì thì chưa chắc đã, ngay cả thì cũng chưa chắc đã đâu nhá, đúng không? Thì đó là karatoite thì đây không đúng rồi, đúng không ạ? Tối nay và candy quá, đúng không? Sự không tương xứng với nhau thì nếu không mua mà vẫn đỗ thì vẫn trúng thì mới được chứ nhở, đúng không? Nên câu 2 là sai nốt, đúng không ạ? Câu số 3, kawanai koto ni wa, đúng không? Đấy, nếu không có điều kiện về trước thì không hình thành điều kiện về sau, nếu mà không mua thì làm sao mà có cơ hội trúng, hợp lý, để đây đây đã. Hay dokoro ka, nhớ cái này không ạ? Bằng với cả tokoro, nó cả dokoro de wa naku, đúng không? Có nghĩa là gì ấy nhở? Không phải này đâu mà thậm chí còn thế này cơ này, bị thương rồi bị thương, đúng không? Đây thậm chí còn đang kiểu như là gãy chân rồi đấy này, không phải bị thương bình thường đâu. Đấy, dây diễn tả đằng sau mức độ nó kinh khủng hơn phía trước thì nó sẽ thường với đốt có độ cả thì đây không đúng nhá, đúng không? Vậy nghĩa chính xác đây sẽ là số 3. Các bạn làm rất là nhanh đấy chứ nhở, đúng không? Thế mà lúc đi thi toàn thấy em kêu là em không làm được các thứ thôi, đúng không ạ? Câu số 11 nào. Sotai jo moratara. Đấy, nhận được cái thư mời cái đằng sau là gì đây? Nếu mà không phản hồi đúng không thì là thất lễ đấy. Rồi ok, đúng không? Tất cả mỗi câu này đều dùng liệt kê, các bạn công nhận không? Nitsuke, nitsuke. Đúng không? Nishiro, nishiro. Niyara, yara. Đấy, này hay toka, toka. Đúng không ạ? Vậy thì nếu toka, toka chỉ liệt kê ở cái này này, cái kia này, nó bằng nhau chứ nó không nhấn mạnh với sự ngược lại như này. Đây là suseki, toka, keseki. Đúng không ạ? Đó, không. Tiếp theo nếu yara yara thì nó liệt kê ra những hai cái tiêu biểu nhất trong số đó, thì đây không phải tiêu biểu gì cả, vì đi hay không đi nói một lời, đúng không? Yêu hay không yêu nói một lời, đúng không? Vậy yara yara nó sẽ sai, đúng không? Đấy, còn gì nhỏ chuke ni chuke ni chuke thực ra cũng có ngữ pháp của N1, đúng không? Thực ra nó cũng giống như nishiro ấy, nhưng mình thấy là đây đằng này đó nó thiếu cái chỗ này mất rồi, keseki suru chứ nhỏ đấy, đúng không? Đó là suseki rồi phải có keseki, đúng không? Vậy cái một nó sẽ sai, vậy đáp án chính xác sẽ là nishiro, nishiro bằng với cả gì nhỉ, niseyo, niseyo, đúng không? Đấy, một loạt những câu đấy, đúng không? Nishite mo, nishite mo, dù đi hay là không đi, đúng không? Thì cũng phải trả lời một câu chứ, yêu hay không yêu phải nói một lời, đúng không? Hay của tao á, đi bằng des. Rồi ok, nhanh thế các bạn đã nhìn thấy câu số 12 rồi à? Brand no namae ga tsuita shoi wa nedan nani nani yoku ure naka ureta. À, rất hay nhầm hai cái này với nhau. Nimo kakawarazu ni kakawarazu y hệt nhau, khác mỗi cái chữ mố này thôi này. Đấy, cái chị mố này xen vào nó nghĩa khác hẳn hoàn toàn rồi. Tuy nhưng đúng không? Đấy, nimo kakawarazu thế bằng với no ni, mặc dù đúng không? Đấy, thời tiết đẹp nhưng mà thế nào đó? À thời tiết xấu nhưng mà mình vẫn thế nào đấy chẳng ạ? Đúng không ạ? Đấy, thế nên các bạn dịch nghĩa sai là nhầm mất rồi, đúng không? Đấy, những cái hàng hóa mà có gắn mác là kiểu như là thương hiệu đấy chẳng hạn, đúng không? Ok, thì gì nhỏ, không màng đến giá, đúng không? Hay đang có nê đang có khăng kê nắc cự, không quan tâm đến giá thì lúc nào sẽ bán rất là hot, rất là chạy luôn, đúng không? Ní kakawarazu, hoặc có thể liên quan như từ gì ấy nhỉ? Ô tô ba dự chẳng hạn này, đúng không? Không hỏi đến đấy luôn, đúng không? Đấy, lúc nào cũng như vậy chẳng hạn, thì nó sẽ là ní kakawarazu. Ní kagite thực ra nó xuất phát là chữ hán của nó là chữ hạn, đúng không? Đấy, giới hạn trong cái này chẳng hạn, đúng không? Đấy, đúng vào ngày hôm nay thì xảy ra một điều đen đủi đấy này, đúng không? Gọi là gì, đúng hôm nay thì là ngoại lệ thôi này, đúng không? Đấy, có rất nhiều ngang ngang nữa. Còn ní kagirasu, đúng không? Thì đấy cũng là chữ hạn nhưng nó chia sang thể gì nhỉ? Thể này, đúng không? Đấy, tức là thể phủ định, tức là không chỉ cái này mà còn cả cái khác nữa. Nó sẽ là ní kagirasu. Ok chưa ạ? Ừ, đúng rồi, bất kể, đúng rồi đấy, chính xác. Ừ. Ok, đúng không ạ? Các bạn đang muốn làm sang phần dấu sao chưa ạ? Chúng ta thôi lại tạm rồi nhé, mình phân tích hơi kỹ một chút, đúng không? Đấy thôi, chúng ta sẽ chuyển sang phần dấu sao nhé. Chúng ta sẽ có 5 câu dấu sao, chúng ta sẽ làm phần đục lỗ nữa, đúng không? Một trong những cái phần dấu sao với đục lỗ, hai cái phần các bạn có tâm lý ôi thì phần này khó lắm, bỏ qua, làm mất thời gian lắm, bỏ qua, đúng không? Đấy, tập trung phần đọc, chứ đọc chắc gì đã đúng, đúng không ạ? Đấy, phải ăn điểm từng phần một, người 90 với người 89 điểm khác nhau rồi, đúng không ạ? Đấy, mà biết cách làm thì đôi khi làm rất là nhanh, đúng không? Chứ đọc hiểu nhìn bao nhiêu chữ và các bạn biết đọc hiểu nó hay nó khó thế nào đấy, đúng không? Đấy, cứ phân vân, cứ dành nhiều thời gian cho nó thì có khi đang chọn phương án đúng, có khi lại nghĩ nào nhìn đứa bên cạnh một tí, đúng không? Nghĩ kỹ thêm một tí có khi lại chọn sai đấy ạ, đúng không? Nên là từng điểm một trong mỗi phần mình vẫn luôn luôn hướng các bạn là phải làm sao dành thời gian tối thiểu cho môn đài đó. Với bài này 5 phút phải dành 5 phút cho nó đã, không cần các bạn dành hơn, đúng không? Vì dành hơn thì lại mất cái phần khác, đúng không ạ? Đúng rồi, đọc hiểu luôn luôn khó, thế nên là những cái phần khác mình cảm thấy phần nào mà mới có thể biến nó thành tục cười các bạn được thì hãy phải có một phần nắm trong tay, phải chắc chắn, đúng không? Để tự tin là phần này có thể không rõ lắm thì mình cứu vớt được phần kia, đúng không? Đấy, chứ mà phần nào em cũng ở mama the snack, đúng không? Đấy thì phần nào mama thì thế là mà kéo hết xuống rồi làm sao mà được nhở, đúng không? Đấy, nhắc thêm một vài cái này, đúng không? Bạn nhìn thấy cô tô gái này kia được chưa? Đó, phía trước có cô tô gá đề ký độ thì là gì đấy, đúng không? Luôn luôn phải là vê độ cô tô gá đề ký độ, nó phải là fujike, đúng không? Vậy chúng ta sẽ ghép 1, 3 đi với nhau, chả cần biết vào đâu, biết 1, 3 đi với nhau đã, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, đúng không? Ok, chúng ta nhìn thấy này, hay ní cô tay tê, các bạn nhớ không ạ? Trả lời cho câu hỏi hay trả lời cho bất kỳ cái gì chẳng hạn, đúng không? Nó phải là ní cô tay đâu,
Đúng không? Thực ra chữ này là chữ ứng ấy, đúng không? Đó, thế nhưng mà vẫn là đáp lại cái gì đó, đúng không? Ok, vậy 4 đi với 1 nữa này, đúng không? Đấy, tức là bây giờ khi bạn làm nhanh thì chẳng hạn các bạn như thế. Ok, 1, 3 đi với nhau, 4, 1, à đâu, 4... đúng rồi, that's right, 4, 1 với nhau, tức là chúng ta được cụm gì đấy? 4, 1, 3 đi với nhau. Đúng ạ, vậy 2 nó vào đâu? Thế tự nhiên hai rằng cuối là mina sẵn nô ừ đê chi để sửa, đúng không? Đấy, một danh từ làm sao mà nối với tính từ được như thế này, nô được, đúng không? Nên đam mê để số vậy hai mà cho tại bên đầu nhá, và chuẩn luôn không hay để tố cái cư đa sát tạ để sẽ bổ nghĩa cho mina sằng nô và bổ nghĩa cho cái kỳ tài, hợp lý quá. 2 4 1 3, 2 4 1 3, đúng rồi đấy, đúng không? Tất nhiên đáp án có thể các bạn nhìn nhanh được, các bạn biết cách, nhưng mà mình muốn phân tích kỹ hơn là tại sao những cái phần đấy đi được với nhau, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu bản chất là danh từ kết hợp với danh từ như thế nào, động từ bổ nghĩa danh từ ra làm sao, đúng không? Đấy, chúng ta hiểu bản chất như thế nhá. Chị nói chậm hơn được không ạ? Trời ơi, xấu hổ quá, lúc nào cũng bị các bạn kêu ca và đọc là nói nhanh quá. Ok, mình sẽ nói chậm hơn một chút nhá. Chậm 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 chukri. Nào, chúng ta đến với câu số 2 nào. Vừa chậm vừa nhỏ nhá. Kono sen no densha wa nani nani mani de suwaru koto ga dekinai. Hiruma mo もちろんですね。今日方、朝方、そして今、通勤時間。2431, à, 4321 chứ, nhầm, đấy, tất cả là 4321, vậy như nào? Đúng không? Khi mình chia sẻ về cái kỹ năng để chúng ta làm và dấu sao ấy, thì các bạn, ngoài những cái việc là chúng ta biết cách những cái từ loại kết hợp với nhau làm sao, thì mình cũng phải nhớ được những cái, gì nhỉ, những cái mẫu câu cơ bản, thứ tự của nó. Ví dụ chúng ta có mẫu câu, nani nani wa mochiro nani nani mo. Cái này là đương nhiên rồi, cả cái khác cũng thế. Đúng không? Thì mình sẽ biết là cái nào đi với mochiro là đứng trước, cái nào đi với mo là ra phía đằng sau. Hoặc những câu ta tuê thì thường thường phải đi với thể mộ, vậy ta tuê sẽ đứng trước gì nhỉ, thể mộ. Ba ngô độ đúng không, nhớ cái đấy, hoặc sae bà các thứ chẳng hạn, đúng không? Thì mình biết là sae đứng đằng trước ba, đúng không? Rồi thì nhỏ ba hô độ thì ba trước, xong đằng sau mới đi với hô độ đấy, kiểu thế chẳng hạn, đúng không? Phải nhớ những mẫu câu cơ bản thế. Hoặc kara ni kakete, với cái thời điểm mà đi với kara mình để đằng trước, cái thời điểm đi ni kakete mình vứt đằng sau, đúng không ạ? Đó, đúng rồi, 32 đi với nhau ạ. Ok, quá một chứ đâu mà. Ok, chính xác, 32 đi với nhau. Đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp theo, mố, đúng rồi, thì tất nhiên mố là đứng sau rồi. Như vậy bây giờ còn cái này, đó, cái nô này phải đi một danh từ. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Vậy thời gian đi làm thời gian nào các bạn ơi? Chúng ta có hai cái thời gian. Thứ nhất là sáng chiều, đúng không? Hay là ban ngày, đúng không ạ? Thì đáp án của nó sẽ phải là gì? Đúng không? Đấy, cái thời gian mà di chuyển là sáng với tối là một thời gian mình đi làm, mới đi làm về các thứ, nó mới tần tần tan tần đi. Đúng không? Chúng ta hay gọi là từ tờ giờ tan tầm hoặc giờ bắt đầu đi làm ấy, giờ cao điểm buổi sáng ấy, đúng không? Vậy tức là 4 thì là sẽ bổ nghĩa cho hai cái, một trong hai cái danh từ chuyển thời gian này, đó là ban ngày với cả sáng tối. Vậy lúc này phải bổ nghĩa cho cái nào? Ban ngày là mình đi làm rồi, ban ngày tức là cái thời gian mà từ ví dụ như là mình đến mình đi làm lúc 7 giờ đến 8 giờ chẳng hạn nhé, thì từ 8 giờ đến 5 giờ chiều thì đấy là cái thần hiruma là ban ngày. Đúng không? Ban ngày mình ở văn phòng chứ có di chuyển đi đâu đâu. Đúng không? Có đi bằng xe điện đâu. Đúng không? Đấy, thế nên chỗ này 4 nó phải bổ nghĩa cho cái này, đúng không? Cái 3 này. Đúng không? Và đương nhiên 1 sẽ đi vào đây, đúng không? Đang sau rồi, vậy 4 3 2 1. Ok chưa ạ? Đúng rồi, chính xác, không thể nào ngồi được, đầy người luôn. Mani de suwaru koto ga dekinai này. Cái việc các bạn mà đọc lại câu ấy, đúng không? Là chúng ta cái bước cuối cùng, là cái bước cuối cùng để các bạn xác nhận lại xem ý nghĩa của nó đúng chưa, có phần nào nó không đi được với nhau, nó hơi nhầm nhầm không? Đúng ạ, nhưng quan trọng nhất phải xác định được hình thức của nó. Đây các bạn thấy đấy, hai câu đầu mình không bao giờ mình sẽ đi từ ý nghĩa của nó, đúng ạ? Rồi tiếp theo cái này dấu phẩy không bám được đầu, à nhưng hô cả nay mình có thể bám được từ cuối đấy. Kasuku no nhớ phải đi một danh từ, à, nhìn thấy chưa? Cô tổ cũng phải đi một động từ, mà thậm chí là tha động từ luôn ấy nhờ. Vậy chúng ta sẽ có là gì đây, câu số 3. Rồi, vậy chúng ta xem nào, đúng không? Chúng ta có nhớ mỗi câu hokanai không ạ? Yori hokanai, đúng không? Hokanai, yori nai, shikata ganai, còn nhớ không? Đó, shikanai các thứ chẳng hạn, đúng không? Đấy, chỉ còn cách làm thế này thôi, ok, một chúng ta sẽ đi vào đây. Đúng ạ? Rồi, gì nữa, đúng không? Kashoku no, no gì các bạn ơi? Một danh từ duy nhất ở đây, đúng không? Đó chính là số 2, tức là 3 sẽ đi với 2. Đúng ạ? Đấy, 3 đi với 2 rồi này. Đúng không? Một đã đứng ở đây rồi, bây giờ chỉ xem 4 đằng trước hay là 4 đằng sau thôi, 4 đằng trước hay 4 đằng sau. Đúng không? Nếu mà 4 3 đi với 2 đúng không? 4 ra đằng sau tức là 4 vào đây chẳng hạn, đúng không? Kangae ba desu, kangae du yori ạ. Desu ne? Đúng không ạ? Đấy, ok được nhờ, đúng không? Nếu 4 đằng trước thì tự nhiên là gì đây? Kangae de ba. Tự nhiên thế đúng không? Sao lại gì? Cái kasuku no koto desu ne? Đúng không? Thì cái này lại sai mất rồi, đúng không? Vậy đáp án đây sẽ phải là gì nhỉ? 3, 2 đi với nhau vào đây để xếp, và 4, 1. Đó, thì lúc này là gì đây? Đó, nhưng nếu mà nghĩ về gia đình chẳng hạn, đúng không? Thì chỉ một cách là phải cố gắng thôi, đúng không ạ? Đấy, chính xác.
Câu số 4 nào. Clever, đúng không? Anh ấy làm sao ta? Cái channel, chắc phải tìm một danh từ này, nhớ nhá. Cái dấu phẩy này rồi, chúng ta không biết bám víu nào nữa, kệ nó đi. À, nhưng có cái dấu hiệu to ở một tề, các bạn nhớ ạ. Nghĩ rằng là cái gì đó, thì một cái duy nhất đi được với hai đó là gì? Câu số 4 ấy ạ, đặt cái duy nhất đi với hai là gì? Đúng rồi là cái ba này, cà kê mày. Nhìn thấy chưa ạ? Đó, có nghĩa là gì đây? Đúng không? Vì cái tên này, ố không được, cái tô một tề phải là futsuke. Đúng không? Thể thông thường, đúng không? Ok, vậy chúng ta 3 đi với 2, chưa cần biết vào đâu 3 đi với 2 đã. Ghép vào tạm vào đây đã. Nhờ. Tiếp theo này, ok, để snack chúng ta kai shano noji, đằng sau là danh từ thì có shimbai. Đúng không? Nhưng mà sự lo lắng của công ty hay là đồng nghiệp của công ty, đúng không? Ok, 4 nó sẽ hợp lý hơn. Vậy 4 ra đầu rồi, 3 2 đi với nhau rồi, bây giờ chỉ xem là 1 đi vào chỗ nào. Đúng không ạ? Đấy thì là chúng ta nhìn này, đúng không? Có cụm từ là megaku okakemasu thì chúng ta có shimbai okakemasu, thế này kakemai, đúng không? Kakemai là không nhỉ? Cứ xem là tí xem nhá. Đúng rồi, vậy đây nó sẽ là gì đây? Vậy 4, vậy nó đây sẽ đi với gì? Một vào đây, đúng không? Để bổ nghĩa cho cái ba này. Đó, 4 1 3 2 và kiểm tra về nghĩa nhá. Kare wa kaisha no dorio ni shimbai o eto nanka kakemai to omotte desu ne. Nó karada no chōshi ga warui koto wa iwanakatta. Đúng rồi, kakemai, mai này còn có mang nghĩa là gì ta? Là không à? Đúng rồi đấy, anh ấy đúng không đấy, nghĩ rằng gì không muốn kiểu như là khiến cho mọi người lo lắng ấy, đúng không? Thế nên là cũng không nói ra cái tình trạng là mình đang bị ốm yếu gì đấy chẳng hạn nhá. Đúng rồi, ok, đáp án sẽ là 4, 1 và 2. Nào, sang câu số 5 nào. Karera wa futari no naka ishi dake de kekkon suru tsumori na no yo da ga oya no. Họ đúng không? Ok, có dự định là sẽ kết hôn đúng không? Với chỉ là ý chí của hai người thôi. Đó, ok. Ai Oyano đằng sau nhớ phải danh từ nhá. Đó, muzukashi daro đúng không? Đánh giá một cái gì đấy nó khó, nó dễ chẳng hạn thì phải đi với no wa wa mo rồi thì chẳng gác đúng không? Ok, vậy ba để vào đây, nhìn thấy chưa? Cái việc này nó khó. Mà đi trước no phải tìm gì các bạn ơi? Futsuke no cũng giống như koto ấy, nó là một danh từ. Đúng không? Thì phía trước của nó sẽ thường phải tìm một cái futsuke, một cái thể thông thường để bổ nghĩa nó. Vậy đây thể thông thường duy nhất đây là cái nào? Là hai. Ok, hai vào đây đúng không ạ? Đó, cái câu sư đồ nổ á, đúng, cái việc kết hôn thế nào đó. Vậy đây là vừa nói xong đúng không đấy, ý kiến của ai đúng không? Đó, đồng ý chứ đúng không, của bố mẹ, danh từ đúng không, chứ nư kỳ đế đúng không thì là gì nhỏ, bỏ qua cái đó đi. Vậy chúng ta để bốn vào đây đúng không, và để một ở đây chuẩn luôn. Đó, hai cái đấy kết hôn chỉ là kiểu như là ý kiến hai đứa thôi, thực ra là gì đấy nhỉ? Nếu mà kết hôn, cái việc kết hôn mà bỏ qua nư ký đế các bạn nhá, đúng không? Bỏ qua cái sự đồng ý của bố mẹ thì thực ra rất là khó, đúng không? Nư ký đế ví dụ như là chô sốc cự nư ký đế, không ăn sáng bỏ bữa ấy, đúng không? Thì nó sẽ là nư ký đế. Ok chưa? Ok, ngại làm đục lỗ đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng làm đục lỗ nào. Đúng rồi, nhiều người muốn giữ các chiếc đế gạo, một chiếc đế có kinh điển rồi, đúng không? Chị làm bài sao hay quá, ui dồi ôi, được gọi bằng chị thích quá. Đố các em biết chị bao tuổi rồi. Bài sao cũng là một trong những thế mạnh của mình, thực sự như thế luôn. Thế nên hy vọng nếu bạn mà nào mà cảm thấy vẫn đang còn rất là kiểu như là mù mờ khi làm bài sao chẳng hạn đúng không, thì đầu tiên đúng không là hãy vào cái nhóm chinh phục N2 của cô C, hoặc chinh phục 140 điểm N3 của cô C đúng không, thì trong đó mình đã có đưa ra rất nhiều đề N3 đúng không, đó những đề số sao và có những cách giải chi tiết, và thậm chí mình đã có hướng dẫn về cái này rồi cả trên kênh YouTube của cô C này đúng không, cả những cái bài chia sẻ viết lời cái thứ chẳng hạn đúng không, với mong muốn là làm sao những cái kỹ năng đúng không mà mình đã áp dụng được và thấy nó hiệu quả chẳng hạn, mình sẽ chia sẻ cùng các bạn đúng không ạ. Rồi ok, cũng là cấp dung này nào. Đó, thấy bắt đầu có người sai sai rồi đây này. Buồn quá đi, đến đục lỗ. Đục lỗ là gì? Người ta khoan chỗ nào, các bạn đục chỗ đấy. Và đừng nghĩ cả bài văn như này đúng không, nhưng đừng nghĩ nó là một bài văn, vì người ta hỏi là bạn đọc tác mà gì nhỉ, đọc cái bài văn này bạn thấy hiểu ý nó là gì, tác giả nó gì, làm gì có cái đấy đâu. Nó hỏi về văn ngữ pháp cơ mà, đúng không? Thì nếu như cái bài lúc nãy chúng ta làm thì là ngữ pháp riêng lẻ, mỗi câu là một cái chủ đề liên quan khác nhau, đúng không? Thì bây giờ đúng không, các câu đến 5 câu này nó liên quan trong cùng một đề, thì tức là có khi bạn làm câu sau bạn nhớ ý trước là mình đoán được nghĩa đúng không, dịch nghĩa nó dễ hơn và các bạn làm nó dễ hơn đấy. Nên xin các bạn đừng bao giờ bỏ qua phần đục lỗ này, được chưa? Dành thời gian tối thiểu cho nó cũng được, nếu mình chưa biết cách làm thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đúng không? Có rất nhiều khóa học cô dê tới đây đúng không, mình biết là các bạn kiểu có kiến thức nền rồi thế mà chưa chắc về kiểu nó kỹ năng để làm ấy đúng không, bạn bỏ qua, sẵn sàng bỏ qua rất nhiều đúng không? Đấy, từ vựng chắc rồi, bây giờ em làm đọc hiểu đây, đọc hiểu tôi chết rồi, vừa mới đọc hiểu rõ anh từ nó chả mới thế nào mà sao em chẳng hiểu nó nói gì thế này đúng không ạ? Đấy, rất nhiều cái tình huống sẽ như vậy nhá. Đấy, đây này đúng không, các bạn nhìn thấy chưa, chúng ta phải xác định đây trong câu này có bị động, có sai khiến các thứ chẳng hạn, và bị động sai khiến cũng sao mà phức tạp thế đúng không, chỉ ăn thôi như chia ra một loạt cái thế này thôi đúng không ạ? Đấy, ok, rất nhiều bạn này, ok, chúng ta xem câu nào nhá. Chúng ta phải dịch câu lên á, vì nó vẫn ngữ pháp thì ngữ pháp vẫn phải dịch
đúng không, chứ không phải không, nhưng dịch đúng cái câu của chứa cái phần đục lỗ thôi. Ở một cái cửa hàng bánh nợ đúng không, Kyoto, Tokyo nhầm đúng không đấy. Từ những cái yêu cầu từ rất nhiều khách hàng, người ta có ý kiến rằng là chia câu ra dịch từ cuối lên đúng không, ý kiến rằng là thế nào đó. Ừ. Anh như thế, komugi aredugi desu ne, aredugi no aru kodomo ni komugi ko nanka chikawanai keki o, như thế chưa ạ? Đấy, tức là mình sẽ muốn là cho ăn nhá, đúng không, cho ăn. Biết đấy, ăn những cái bánh, bánh nào, bánh mà về cái đó mình có biết ăn đấy nhá, ăn những cái bánh mà không sử dụng gì, lúa mì lúa mạch đi cho dễ đi đúng không, lại lúa mì lúa mạch cho ăn, cho trẻ con ăn để ý sensei nhá, kodomo ni đúng ạ. Đấy đúng không, từ đây cái khách hàng này ở đây có hai chủ ngữ, một cái là khách hàng, những rất nhiều khách hàng, và thứ hai là có trẻ con, như thế chưa ạ? Nhưng khách hàng là khách hàng có ý kiến này các bạn này, đó chủ ngữ trong của khách hàng hay là gì, tôi được có nghe là rất nhiều ý kiến từ khách hàng rằng là. Đấy, nội dung của cái ý kiến khách hàng là trong cái câu này. Vậy trong cái này ăn là ai ăn, đúng không? Nếu bạn để tai bên tai tức là trẻ con ăn, đúng. Nhưng khi trẻ con ăn như kiểu tôi ăn cơm tôi làm đó thì phải watashi wa, watashi mo, watashi ga, đúng không ạ? Như đây là kodomo ní này, suy ra tai bên tai phải loại bỏ ngay đi, được chưa? Đấy rồi tiếp theo đúng không, này tiếp theo là nâng cả tai bên xa xe ra bên tai, tôi bị bắt ăn, nhìn thấy chưa ạ? Tức là tôi bị bắt ăn, đúng, có thể bị ông dành chưa, tức là vậy đúng không, tôi bị bắt ăn là tôi bị, là bố mẹ bắt bị chứ, là khách hàng bị ăn chứ, trong đấy là gì đấy, watashi wa tabe saserare masu, tôi bị bắt ăn, là tôi ăn, cái đấy trẻ con ăn cơ mà. Đấy nên câu số 4 nó cũng sẽ sai, nhìn thấy chưa ạ? Đấy, phần này bó tay chưa chi đã kêu là phần này bó tay rồi đấy, sợ lắm các bạn luôn ấy. Ừ. Là chưa làm xong bắt đầu cũng thấy là bị độ bị tâm lý luôn ấy, thành dẫn là bỏ qua phần này luôn đúng không ạ? Ừ. Muốn cho đứa con, ok chính xác đấy, vậy cái này đúng không, đáp án nó phải là gì, tabesasetai đúng không ạ? Đấy ra đây ta thì là bị ăn bị những đứa trẻ đấy ăn à, không chính xác, mà tôi muốn cho những đứa trẻ đấy ăn những cái bánh mà không sử dụng bột mì, những đứa trẻ nào mà không ăn sử dụng bột mì là những đứa nó bị dị ứng bột mì ấy. Đúng không ạ? Đấy nên đáp án chỗ này phải là đáp án số 3 các bạn nhé. Đúng không ạ? Đấy phải xác định luôn luôn chủ ngữ ai làm các bạn, đúng không? Chứ bị trẻ con ăn à, đúng không? Không đúng, mình những cái bạn tôi muốn cho chúng nó ăn nhá. Ừ. Rồi bỏ sang câu đấy, chúng ta sang với câu khác nào. Câu số 2. Đó, nhìn đây ạ, các bạn có nhìn thấy câu số 2 không? Đó, đây. Dịch hòm hòm còn chẳng biết điền gì cho đúng. Dịch nó phải chắc chắn, không phải hòm hòm được, ngay cả hòm hòm như phải nắm được cái nagare, tức là cái cốt, cái sư di cơ bản của nó. Đúng không ạ? Đấy là gì đây, từ khách hàng thì có ý kiến rằng là như này đúng không, chỉ cần các bạn thậm chí không dịch được cái đoạn này là ơ đây là dị ứng hay là không cần biết, mà cho đứa trẻ nào đấy đúng không, đấy nó ăn, nhưng mà cái đứa trẻ mà cho, nó không ăn, nó cho ăn những cái bánh mà làm sao nhỉ, không sử dụng bột mì ấy đúng không, còn đứa trẻ nó làm sao, ngay cả không dịch đoạn này chả sao hết, vì nó chỉ có tác dụng bổ nghĩa cho cái cô đồ mổ thôi, bổ nghĩa là bổ sung nghĩa, tức là không có cũng chẳng sao, nó chỉ làm rõ nghĩa hơn thôi đúng không ạ? Ừ. Cố lên, đúng rồi đấy, càng các bạn càng sợ phần nào ấy đúng không, thì khi mình đăng lên ok em yếu phần này cô ạ, cô cho làm nhiều phần này vào, và ok mình cho làm thì các bạn lại không làm nữa, ôi khó quá em chả làm được đâu, thế là em không làm, vì càng khó thì các bạn càng phải làm nhiều mới quen được, đọc hiểu cũng thế, tầm này mà ai cứ sợ đọc hiểu xong không chịu làm thì đương nhiên là dễ toang lắm đấy. Ừ. Nào tự tin lên em ơi, Linh ơi tự tin lên, bốn lại sai tiếp cho coi. Câu số 2 các bạn đang chọn 1 hoặc 4. Ừ, xem nào, chúng ta xem nhá. Dịch câu này lên đã. Câu có chứa cái dấu đục lỗ này. Kore wa kita nanka desu ne. Đấy, giờ là tên siêu. Ờ ok. Nói chung là cái ông chủ đúng không? Đấy của mà đã nghe cái điều này thì lát làm sao? Nói gì từ cuối lại tên lên nhá. Đúng không? Cứ biết là nghĩ ra tất cả động từ nó chia của gì chia vẫn là nghĩ. Nghĩ rằng là gì đấy? Ờ là sao đúng không, cái gì mà lại không không thể làm cái gì nổi đúng không, làm cái quái nào được, nếu mà không sử dụng bột mì thì làm cái nào đây, nhưng mà sau lại gì, cuối cùng vẫn đích vê tay ở một tể ở mồi là sao đúng không, dự định làm cái gì đấy đúng không, từ những vì lợi khách hàng rất là quan trọng đúng không, thế nên là mình phải làm cái gì đấy, và cuối cùng đã thử nghĩ ra được rất nhiều những cái nguyên liệu mới, nguyên liệu khác, nhưng phải gì thì có phải trước nhá. Ô, không sử dụng bột mì thì làm cái quái được, thì tay nó đi ra chứ có được cả, thì làm ra cái gì được đây đúng không ạ? Đấy, mặc dù nghĩ như thế nhưng mà ông ấy vẫn cứ tìm tòi và cuối cùng đã nghĩ ra được rất nhiều nguyên liệu mới. Vậy cái nào nói về tuy nghĩ ra như thế nhưng mà vẫn ô, trong bài vừa rồi có omoi nagaramo, còn nhớ không? Vậy đây nó chính xác sẽ là hay đang có chữ chữ đang có omoi chữ chữ mo. Nhìn thấy chưa? Nhớ trong bài vừa rồi mình có cái câu omoi nagaramo không? Đấy. Ô nhà bạn chọn 4 quá. Chữ đê tê, trời ơi, cái chữ đê mình vừa lấy kê bạn, chữ đê tê phải là gì? Kéo theo thì phía trước phải biến đổi, mình vừa nhắc xong.
Nhớ nó phải là phụ đụ, nó có hê đụ, đúng không? Ni chữ đề tề, nhớ, đúng không? Kéo theo sự biến đổi này thì đằng sau nó cũng biến đổi. Thì nó mới là chữ, cái này sai mất rồi, phải dịch đúng câu cơ. Ăn ma đi được quá suy nghĩ, quá lo lắng, quá muộn phiền cái gì đó cũng không đúng. Karaniwa, một khi đã hứa thì phải làm, một khi đã nhận thì phải làm đến cùng, thì đó chính là karaniwa. Ở đây nó gì? Mặc dù nghĩ là ô không sử dụng bột mì làm sao được, nhưng mà vẫn cố gắng tìm tòi vì khách hàng là quan trọng, khách hàng là thượng đế, đúng không? Và cuối cùng nghĩ ra được rất nhiều những cái nguyên liệu khác, nguyên liệu mới, đúng không ạ? Rồi, chết nào, chuyển sang câu số 3 nào. Bây giờ nhiều bạn sai thật, giờ mới nhìn comment nhiều bạn sai quá ta, hoặc là đúng hẳn hoặc sai hẳn đấy. Thì chắc chắn các bạn sẽ phải hình dung là trong quá trình bạn làm sai, bạn biết là tại sao mình sai, là mình dịch nhầm chỗ nào, đúng không? Mình không để ý chỗ nào, mình dịch vội quá chỗ nào, chứ không phải là ôi giời cô đúng, đúng không? Đấy mình sai, đúng không? Ôi đúng rồi, đoán này rồi, vậy tại sao đoán này chịu, đúng không? Thì không được nhá, đúng không ạ? Đấy, khi bắt đầu làm câu 1, câu 2 các bạn hình dung chưa? Nói chung là mấy khách hàng này bảo là ôi tao không muốn cho mấy đứa trẻ mà nó bị dị ứng, nó ăn mấy cái loại bánh mà làm từ bột mì đâu. Nói chung là anh phải nghĩ cái khác đi, đúng không? Ok, tức là anh ấy nghĩ là cách làm khác. Và đây, Soshite desu ne, kome no mugi o nani nani chikatte mita. Đã sử dụng bột gạo đấy dễ nhỉ? Đúng không? Đấy, bột gạo thay cho. Vậy thì nói về thay cho là cái gì các bạn ơi? Ra ngay kawaii ni, đúng không bạn thấy không? Cái đôi khi có một câu mà bạn nhìn cái có thể ra ngay. Vậy là bạn số 3 luôn nhá. Chứ iso ni thì đã bị dị ứng rồi, cho vào thì lại dị ứng vẫn. Cứ bay đây cũng là thêm vào đó, cũng sai. Lấy cái này là nguyên liệu đã dị ứng rồi, lấy cái này là nguyên liệu chết à? Đúng không? Nên cũng sai nốt. Vậy đáp án chính xác sẽ là số 3. Chính xác, thay cho bột mì chúng ta sử dụng bột gạo. Đúng không? Lấy cái này để thay thế cho, đúng không? Và thế là, nhưng mà naka được nhé, nó có fukurama nakata, nó không được xốp, nó không được tơi bánh ấy, đúng không? Đấy, không biết thế đi đã. Vậy lúc câu 4 các bạn nhá, nó nằm ở vị trí đầu câu, đầu đoạn, tức là đóng vai trò là vị trí nối. Mà nối phải nối cái gì? Nối về trước với về sau, nối đoạn trước với đoạn sau. Vậy nối biết đoạn nối kiểu gì thì chúng ta phải dựa vào cái gì? À chưa, quên, chưa gạch ra cái này. Ngồi bên đấy. Hải Phòng lên luộc tơi bánh, xốp bánh chẳng hạn, đúng không? Đây, phía trước nhá, mình lấy bột gạo sử dụng để thay thế cho bột mì, nhưng mà bánh nó chả tơi xốp gì cả. Và đằng sau thì câu đấy lên, cái kia tổ gọi yên này thì làm sao gọi là bánh được ta, đúng không ạ? Vậy đáp án sẽ là nào, thế nào? Đây đấy, câu dễ quá thì nảy sinh nghi ngờ dẫn đến chọn câu khó. Ở sao lại khó này được, các bạn cứ tăng độ khó cho game ấy, đúng không? Đấy, đời nó phải thử thách chứ, lại sao chọn cái câu dễ dễ này, đúng không? Không thể dễ này được, đúng không? Đấy, thế là cứ sai, khổ lắm cơ. Đúng rồi, chính xác đấy, bạn nào dịch rất hay này, cảm ơn các bạn rất là nhiều, đúng không? Không nở thì sao gọi là bánh được, đúng không? Ok, cái nào nhỏ, đây là nở, nhìn thấy chưa ạ? Đó, toshitara, đúng như đó, sao là không phải, không thể nói đánh game, tức là nó không nở bạn nhá. Vậy đây, cái câu 1 sai. Gì nữa, câu số 2 không, ok để có. Cái này dự cũng được, đặt này cũng là không, cái này cũng không. Nhưng tôi tề mối là gì? Số 4 đó nhá. Tôi tề mối là gì? Dù nói rằng là không nở, đúng không? Nhưng vẫn có thể gọi là bánh chứ. À, vậy nó sai mất rồi, đúng không ạ? Hai mắt dự thì nó phải là không nở thì thế nào đó. Như đây là nếu mà không có điều kiện này thì không thể tạo được cái này. À, chúng ta vừa có mẫu câu nay cô tôn lý quá còn gì? Đúng không ạ? Ok, chính xác. Vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án số 2 các bạn nhá. Chuẩn luôn. Càng suy luận càng sai. Các bạn phải hiểu rõ bản chất của nó cơ. Đấy đúng rồi, các bạn đang nói cho mình biết là tại sao mình thấy càng suy luận càng sai. Vì bạn lúc bạn suy luận ấy, bạn lại càng thêm thắt những cái suy nghĩ các bạn vào. Mà cái này cực kỳ hay tối kỵ trong đọc hiểu này, đúng không? Là khi các bạn cứ càng suy nghĩ lại, các bạn cứ thêm thắt từ bạn suy nghĩ các bạn vào đấy. Trong khi những cái bài đọc ấy, người ta chỉ hỏi là tác giả muốn nói gì. Hikisha ga motto mo itai koto wa nani ka. Hoặc là bài văn này là hai cô nó bưng sổ đều á, trong cái bài văn này người ta nói gì. Nhưng khi các bạn đọc bài, các bạn cứ thêm thắt suy nghĩ các bạn vào, thêm từ vào, thêm suy nghĩ các bạn vào, thế là đương nhiên đấy là suy nghĩ các bạn. Và đôi khi là các bạn có phải là người viết bài đâu, đúng không? Đấy nên nó sai ở chỗ đó nhá. Để nhớ này, đúng rồi, hôm nay cấu trúc này nổ liên tục, đúng rồi. Rồi đến câu số 5 nào các bạn ơi. Câu 5 nằm ở đâu ta? Nằm ở đây đó. Ok, Kome o shushoku to suru nanka nihonjin kangae tsuita idea de aro. Đấy, đấy là chúng ta sẽ nghĩ ra những cái ý tưởng, đúng không? Đấy, được nghĩ ra bởi chính những cái người Nhật mà gì ăn gạo là chủ yếu ấy, đúng không? Đấy, lấy gạo làm cái lương thực chủ yếu, đúng không? Cơ bản nhất như cả Việt Nam mình ý nhờ. Thế nào với câu 5? Đúng rồi đấy, mình vừa lỡ dịch mất rồi. Chính từ là, tính là vì là người Nhật là người ta lấy loại gạo ấy, đúng không? Ăn gạo chủ yếu như Việt Nam mình thế thôi, làm gì có trồng được bột mì đâu, đúng không? Đấy, thế mà ăn gạo chủ yếu đương nhiên là người ta lại dị ứng với bột mì rồi, đương nhiên là phải dùng gạo, thử gạo sao, đúng không? Đấy, đáp án chính xác và để nghĩ ra ý tưởng mới nhá. Kangai tsuita nanka idea de aro, đúng không? Chính xác đáp án sẽ là dakara koso, chính là vì là người ta người Nhật, người Nhật mẹ ăn gạo là chủ yếu mà, thế nên người ta nghĩ ra ý tưởng này, đúng rồi, đúng không ạ? Chơi chơi.
chơi làm sao được đúng không? Thì bạn mới được công nó bớt được rồi đấy, nếu bạn chọn một nó bớt được rồi đấy. Còn Denakereba đúng không? Đấy thì lại không đúng, nếu không phải là người Nhật thì không nghĩ ra chứ, đúng không? Đấy nhưng mà phải được dịch đúng nhá, chứ đừng thêm tắt từ vào là sai mất. Karatuite nếu mà nó vì thì chưa chắc đã không đúng đúng không? Hay Ijo để xem một khi đã là đúng không? Dame để xíu đúng không? Vậy đáp án chính xác sẽ là số 1. Minasan ii desu ka? Nó chà. Đấy. Thì hy vọng là với mỗi một ngày đúng không? Chúng ta sẽ cùng làm đề đi. Để do đại này mình khuyên thực các bạn là hãy chăm chỉ làm đề vào. Làm đề là chúng ta sẽ ngộ được đấy, nhưng có những ngữ pháp nó cứ lặp đi lặp lại là các bạn sẽ nhớ đúng không? Có thể lúc học các bạn không nhớ đâu. Cô giáo ngay cả cô giáo có giảng kỹ ngữ pháp này đâu có chăng nữa, nhưng mà nếu hôm sau các bạn không dùng nó, đúng không? Lại học bài khác mất rồi, chèn vào mất rồi các bạn sẽ quên ngay. Nhưng khi các bạn cứ lặp đi lặp lại làm nhiều đề lên đúng không? Đấy, và thậm chí nghe livestream của Malan Sensei chẳng hạn này đúng không? Nhắc đi nhắc lại nó thấm vào đầu các bạn hơn và các bạn chắc chắn là sẽ nhớ kỹ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, nên mình hơi mệt mất rồi, thế nên là xin phép các bạn là chúng ta đã điểm qua bài ngữ pháp và bài dấu sao, bài đục lỗ nhá. Và hôm sau chúng ta sẽ làm tiếp nữa, đúng không ạ? Hãy minasan ganbatte kudasai và hẹn các bạn trong những buổi livestream tiếp theo, hẹn các bạn trong những cái khóa học GLBT thực chiến đúng không? Sắp tới đây bên mình sẽ cung cấp để có thể đồng hành cùng các bạn trong kỳ thi GLBT tháng 7 tới. Hãy minasan ganbatte kudasai, hãy cố gắng không để mất 6,5 cm nhỉ. Tầm giờ này bên Nhật là các bạn đăng ký 6,5 cm thì đúng không? Đấy, tiếc tiền lắm, cố học thôi. Thi một lần thôi, đừng cọ sát, đừng học hỏi nữa nhá. Ê, minasan, arigatou gozaimasu. Kawachikaresama deshita. Chào, mata.